Này thiện nam tử, như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn, thời Đặng Vô Thượng Bồ Đề, đối với nghĩa này, ông còn chưa hiểu, ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu, một chữ kinh Đại Niết Bàn, trong tâm chẳng có quan niệm tướng chữ, tướng câu, chẳng có tướng nghe, tướng Phật, tướng nói Pháp, đây gọi là tướng vô tướng. Do tướng vô tướng nên Đặng Vô Thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, như ông vừa nói vì nghe tiếng ác mà đến tam đồ, nghĩa đó không phải. Vì chẳng phải tiếng ác mà đến tam đồ, phải biết quả này là do tâm ác. Vì như có người nghe tiếng ác mà tâm chẳng sanh ác, do đây nên biết chẳng phải do tiếng ác mà đọa trong tam đồ. Nhưng chúng sanh cho nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào ba đường ác, chẳng phải là do nơi tiếng ác. Nếu tiếng có tướng quyết định, những người nghe tiếng ác lẽ ra tất cả đều sanh tâm ác. Nay nghe tiếng ác mà có người sanh tâm ác, có người chẳng sanh tâm ác, nên biết rằng tiếng không có tướng quyết định. Do vì không tướng quyết định nên dầu nghe tiếng ác mà chẳng sanh tâm ác. Bạch Thế Tôn, tiếng nếu không quyết định, cớ sao Bồ Tát Nay Đặng nghe chỗ xưa chẳng nghe? Này thiện nam tử, tiếng không có tướng quyết định nên làm cho Bồ Tát Nay được nghe chỗ xưa chẳng nghe. Do nghĩa này nên Như Lai nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Này thiện nam tử, thế nào là chỗ xưa chẳng thấy mà nay được thấy? Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn trước lấy tướng sáng, những ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuốc, bảo châu, lửa, do tu tập ánh sáng mà đặng nhãn căn khác lạ, khác hơn thiên nhãn của thanh văn duyên giác, thiên nhãn của nhị thừa. Nếu nương nơi nhãn căn tứ đại cõi dục, thời chẳng thấy sơ thiền. Nếu nương nơi nhãn căn sơ thiền, thời chẳng thấy cõi trên, cũng chẳng thấy nhãn căn của chính mình, nhiều lắm là thấy tột đến đại thiên thế giới. Đại Bồ Tát chẳng tu thiên nhãn, thấy sắc thân tốt đẹp đều là tướng xương trắng, dầu thấy sắc tướng trong hằng hà sa thế giới khác, nhưng chẳng tưởng là sắc tướng, chẳng tưởng là tướng thường, tướng có, tướng vật, tướng danh tự, chẳng tưởng là tướng thấy, cũng chẳng nói nhãn căn này có tướng thanh tịnh chi diệu, chỉ thấy là tướng nhân duyên, cùng tướng chẳng phải nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Sắc là cảnh duyên của nhãn căn. Giả sử sắc chẳng phải là nhân duyên, thời tất cả phàm phu lẽ ra chẳng thấy tướng sắc. Thế nào là chẳng phải nhân duyên? Đại Bồ Tát dầu thấy sắc nhưng chẳng phải tưởng là tướng sắc, do đây nên chẳng phải là duyên. Vì thế nên thiên nhãn thanh tịnh của Bồ Tát khác với thiên nhãn của thanh văn duyên giác. Trong một lúc, Bồ Tát thấy khắp chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới, cũng có thể thấy di trần, hàng thanh văn duyên giác chẳng thấy được như thế. Bồ Tát dầu thấy nhãn căn của mình mà vẫn không có tướng thấy, thấy tướng vô thường, thấy thân của phàm phu có 36 vật chứa đầy những thứ bất tịnh, thấy rõ như xem trái A-ma-lặc trong bàn tay. Nếu thấy sắc tướng của chúng sanh, Bồ Tát biết người này là căn tánh đại thừa hay tiểu thừa. Đụng chạm đến y phục của họ, Bồ Tát cũng biết người đó có những căn lành hay căn chẳng lành. Do đây nên gọi là xưa chỗ chẳng thấy mà nay được thấy, cũng gọi là xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Vì khi thấy thời biết chỗ xưa chẳng biết, do vì biết nên thấy chỗ xưa chẳng thấy. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết? Đại Bồ Tát dầu biết tâm tham sân si của phàm phu, nhưng vẫn chẳng tưởng là tâm và tâm sở, chẳng tưởng là chúng sanh cùng vật, thường tu tướng rốt ráo không đệ nhất nghĩa,
do tu tập tướng không, nên biết được chỗ xưa chẳng biết. Biết như thế nào? Biết không có ngã, không có ngã sở, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì có Phật tánh nên hàng dứt xỉn đề rời bỏ được bổn tâm, thời sẽ đặng vô thượng chánh giác. Những điều trên đây hàng thanh văn duyên giác chẳng biết được mà Bồ Tát có thể biết, vì thế nên gọi là xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn nhớ đời quá khứ tất cả chúng sanh bao nhiêu, những dòng họ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn thân, kẻ thù. Trong một niệm Bồ Tát đặng trí khác lạ, khác với trí huệ của thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? Trí huệ của thanh văn duyên giác nhớ đến dòng họ cha mẹ, vân vân của chúng sanh đời quá khứ mà có tướng dòng họ cha mẹ, vân vân. Bồ Tát dầu nghĩ nhớ dòng họ cha mẹ thuở quá khứ, nhưng trọn chẳng tưởng có tướng dòng họ cha mẹ, vân vân, mà thường thấy tướng không tịch. Đây gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn đặng tha tâm trí khác với thanh văn, duyên giác. Thế nào là khác? Hàng thanh văn, duyên giác lúc dùng một niệm trí biết tâm của người, thời chẳng thể biết tâm của chư thiên, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong một niệm Bồ Tát biết khắp tất cả tâm của lúc đạo chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Bồ Tát lại ở nơi trong một tâm rõ biết từ sơ tâm đến tâm thứ 16 của Tu Đà Hoàng. Cho đây nên gọi là xưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đây là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ hai. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba? Đại Bồ Tát bỏ lòng từ, đặng lòng từ. Lúc đặng lòng từ chẳng cho nhân duyên. Thế nào là bỏ lòng từ, đặng lòng từ? Từ gọi là thế đế. Đại Bồ Tát bỏ lòng từ thế đế, đặng lòng từ đệ nhất nghĩa. Lòng từ đệ nhất nghĩa chẳng do nhân duyên. Lòng từ nếu là có thể bỏ thời gọi là lòng từ của phàm phu. Lòng từ nếu thể được thời gọi là lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Đặng lòng từ lân mẫn, đặng lòng từ của Như Lai, lòng từ này là lòng từ không nhân duyên. Lại bỏ lòng từ của Hoàng Môn, của người không căn, hai căn, nữ nhân, đồ tể, thợ săn, vân vân. Cũng bỏ lòng từ của thanh văn, duyên giác, đặng lòng từ vô duyên của Bồ Tát. Chẳng còn thấy lòng từ của mình, cũng chẳng thấy lòng từ của người, cũng chẳng thấy trì giới phá giới. Dầu tự thấy lòng bi, nhưng chẳng thấy tướng chúng sanh. Dầu có chịu khổ, nhưng chẳng thấy người chịu khổ. Vì Bồ Tát tu hành chân thật, không để nhất nghĩa, nên thành tựu đầy đủ phần công đức thứ ba như vậy. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư? Nơi đây có 10 việc, một là căn lành sâu, không bị lay động, hai là đối với thân mình có quan niệm quyết định, ba là chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền, bốn là tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ, năm là diệt trừ ba thứ hữu dư, sáu là diệt trừ nghiệp duyên, bảy là tu thân thanh tịnh, tám là rõ biết các duyên, chín là lìa những quán địch, mười là dứt trừ dị biên. Thế nào là căn lành sâu khó lay động? Căn lành đây là nói chẳng phóng dật. Chẳng phóng dật là căn lành của vô thượng Bồ Đề. Cội gốc pháp lành của tất cả chư Phật đều do chẳng phóng dật. Vì chẳng phóng dật nên những căn lành khác lần lần được tăng trưởng. Như trong các thứ dấu chân của voi là hơn hết. Ở trong các pháp lành chẳng phóng dật cũng là hơn hết. Như trong các thứ ánh sáng mặt trời là hơn hết.
chẳng phóng dật là hơn hết các pháp lành khác. Như vua chuyển luân là bậc nhất trong các vua chúa, chẳng phóng dật cũng là bậc nhất trong các pháp lành. Như trong các dòng nước, bốn sông là hơn hết, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Như núi Tu Di là bậc nhất trong các núi, chẳng phóng dật cũng là hạng bậc nhất trong các pháp lành. Như hoa sen xanh hơn tất cả những hoa mọc trong nước, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Như hoa Bà Lợi Sư Ca hơn tất cả thứ hoa mọc trên đất, chẳng phóng dật cũng hơn hết các pháp lành khác. Như trong các loài thú, sư tử là hơn hết, chẳng phóng dật hơn những pháp lành khác. Như trong các loài chim, kim sĩ điểu là bậc nhất, chẳng phóng dật cũng là bậc nhất trong các pháp lành. Như trong các loài thân to lớn, vua Atula, La Hầu La là to hơn cả, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Như trong tất cả chúng sanh, Đức Như Lai là tôn quý nhất, chẳng phóng dật cũng là bậc nhất trong các pháp lành. Như trong các đoàn thể, chư tăng là hơn hết, chẳng phóng dật cũng hơn hết trong các pháp lành. Như trong giáo pháp của Phật, kinh Đại Niết Bàn là hơn hết, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. Do những nghĩa này nên căn lành chẳng phóng dật sâu bền khó lay động. Thế nào là do chẳng phóng dật mà được thêm lớn các căn lành? Những căn lành tính, giới, bố thí, trí huệ, nhẫn nhục, đa chăn, tinh tấn, niệm, định, thiện, tri thức đều do chẳng phóng dật mà được thêm lớn. Này thiện nam tử, thế nào là đối với thân mình Bồ Tát có quan niệm quyết định? Bồ Tát quyết định biết rằng thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp khí vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai, chẳng có tâm hẹp nhỏ, chẳng có tâm biến đổi, chẳng sanh tâm thanh văn bích chi Phật, chẳng sanh tâm ma, tâm tự hưởng vui, tâm sanh tử, thường vì chúng sanh cầu tâm từ bi. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, đối với thân mình sanh lòng quyết định. Này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền? Những gì là phước điền? Ngoại đạo trì giới trên đến chư Phật, đây gọi là phước điền. Nếu có người nghĩ rằng những bậc này thuộc về phước điền, nên biết tâm niệm này hẹp kém. Đại Bồ Tát quán sát tất cả chúng sanh, không ai chẳng phải là phước điền. Do vì Bồ Tát khéo tu tập niệm xứ khác lạ, nên quán sát chúng sanh, không thấy có trì giới cùng quỷ giới. Thường quán sát bốn pháp bố thí của Phật nói ra đều đặng quả báo thanh tịnh. Những gì là bốn thứ bố thí? Một là thí chủ thanh tịnh, người thọ chẳng thanh tịnh. Hai là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thanh tịnh. Ba là thí chủ cùng người thọ đều thanh tịnh. Bốn là thí chủ cùng người thọ đều chẳng thanh tịnh. Thí chủ có đủ trì giới đa văn trí huệ, rõ biết nhân cùng quả bố thí. Người thọ thời phá giới tà kiến, không tin bố thí cùng quả báo, đây gọi thí chủ thanh tịnh mà người thọ chẳng thanh tịnh. Nếu thí chủ phá giới tà kiến, không tin bố thí cùng quả báo, người thọ thời trì giới đa văn trí huệ, biết có nhân cùng quả bố thí, đây gọi là thí chủ chẳng thanh tịnh, người thọ thời thanh tịnh. Nếu người bố thí cùng người thọ đều trì giới đa văn trí huệ, biết có bố thí cùng quả báo, đây gọi là người thí người thọ đều thanh tịnh. Nếu người thí người thọ đều phá giới tà kiến, không tin nhân cùng quả bố thí, đây gọi là người thí kẻ thọ đều chẳng thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy, tại sao lại nói Bồ Tát được quả báo thanh tịnh? Vì không thí, không báo nên gọi là thanh tịnh. Này thiện nam tử, nếu có người chẳng thấy bố thí cùng quả báo bố thí, nên biết rằng người này chẳng gọi là phá giới tà kiến. Này thiện nam tử,
Nếu y theo nhị thừa nói rằng chẳng thấy bố thí cùng quả báo, đây gọi là phá giới tà kiến. Nếu nương kinh Đại Niết Bàn này mà chẳng thấy bố thí cùng quả báo, thời gọi là trì giới chánh kiến. Nếu Đại Bồ Tát có niệm xứ khác lạ, do tu tập niệm xứ này nên chẳng thấy chúng sanh trì giới, phá giới, người thí, người thọ và quả báo bố thí, nên được gọi là trì giới chánh kiến. Vì những nghĩa trên đây nên Đại Bồ Tát chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền. Thế nào gọi là thanh tịnh cõi Phật? Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên lìa tâm giết hại. Do căn lành này, nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật, nguyện chúng sanh đặng thọ mạng dài lâu, có thế lực lớn, được thần thông lớn. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả trong cõi nước được thọ mạng dài lâu, có thế lực lớn và thần thông lớn. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên lìa tâm trộm cướp, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện cõi nước thường là bảy báo, chúng sanh đầy đủ vật cần dùng tùy theo ý muốn. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước thường là bảy báo, chúng sanh giàu đủ tùy ý tự tại. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên lìa tâm tham dục, đem căn lành này nguyện cùng chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện tất cả chúng sanh không có tham dục, sân khuể, ngu si, cũng không có người đói khát, khổ não. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước xa lìa tâm tham dục, sân khuể, ngu si, không có người đói khát, khổ não. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên lìa tâm vọng ngữ, đem căn lành này nguyện tất cả chúng sanh cùng thành Phật. Nguyện các cõi nước thường có cây bông, cây trái, cây mùi thơm, chúng sanh đều được tiếng nói tốt. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước thường có cây bông, cây trái, cây mùi thơm, chúng sanh đều được tiếng nói tốt, thanh tịnh. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm lưỡng thiệt, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện các cõi nước tất cả chúng sanh thường hòa hiệp nhau, cùng nhau giảng nói chánh pháp. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước đều hòa hiệp nhau, cùng nhau giảng luận pháp yếu. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm ác khẩu, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện các cõi nước mặt đất bằng thẳng, không có sạn sỏi gai gốc, chúng sanh đều có tâm bình đẳng. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước bằng thẳng, không có sạn sỏi gai gốc, tâm chúng sanh đều bình đẳng. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên lìa lời nói vô nghĩa, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh không có khổ não. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước không có khổ não. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm tham lam tật đố, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh không có tham lam tật đố, não hại, tà kiến. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước đều không có tâm tham lam tật đố, não hại, tà kiến. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm não hại, đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật.
nguyện chúng sanh đồng tu tập đại từ đại bi, đặng bực nhất tử. Do sức thệ nguyện này, nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước đều tu tập đại từ đại bi, được bực nhất tử. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì vô thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tà kiến. Đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật, nguyện chúng sanh đều được Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Do sức thể nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh trong cõi nước đều được thọ trì Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Đây gọi là Bồ Tát tu hành thanh tịnh cõi Phật. Thế nào Đại Bồ Tát dứt trừ hữu dư? Hữu dư có ba thứ: một là phiền não dư báo, hai là dư nghiệp, ba là dư hữu. Nếu có chúng sanh quen gần tham dục, báo này thành thục phải đọa nơi địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân súc sanh, bồ câu, xe sẻ, vân vân, các loài chim, cá, trạch, cuồng khỉ, dưỡng, treo, nai, vân vân. Nếu được làm người, thời phải thọ thân hoàng môn, phụ nữ, hai căn, không căn, dâm nữ. Nếu được xuất gia, thời phạm giới trọng ban đầu, đây gọi là dư báo. Nếu có chúng sanh quen gần sân khuể, báo này thành thục phải đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân súc sanh, rắn độc, sư tử, cọp, sói, beo, gấu, mèo, chồn, ó, diều, vân vân. Nếu được làm người, thời đủ cả 16 nghiệp ác. Nếu được xuất gia, thời phạm giới trọng thứ ba, đây gọi là dư báo. Nếu có chúng sanh quen gần ngu si, báo này thành thục sẽ đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục phải thọ thân súc sanh, voi, heo, bò, trâu, dê, rận, rệp, muỗi, ruồi, kiến, mối, vân vân. Nếu được làm người, thời bị đuôi, điếc, câm, ngọng, lưng gù, tàn tật, thời không thể học tập. Nếu được xuất gia, thời ưa phạm giới trọng, đây gọi là dư báo. Nếu có người quen gần kiêu mạn, báo này thành thục sẽ đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh, lạc đà, lừa, ngựa, chó, vân vân. Nếu được làm người thọ thân tôi tớ, nghèo cùng ăn xin. Nếu được xuất gia, thường bị chúng sanh khinh tiện, phạm giới thứ tư, đây gọi là dư báo. Như trên đây gọi là phiền não dư báo. Đại Bồ Tát do tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ diệt. Thế nào là dư nghiệp? Tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thanh văn, Tu Đà Hoàng có nghiệp 7 lần thọ thân, Tư Đà Hàm có nghiệp 2 lần thọ thân, A Na Hàm có nghiệp thọ thân cõi sắc, đây gọi là dư nghiệp. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể dứt trừ những nghiệp dư này. Thế nào là dư hữu? A-la-hán đặng quả A-la-hán, Bích Chi Phật đặng quả Bích Chi Phật, không nghiệp, không kiết sử, mà còn hai quả, đây gọi là dư hữu. Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể trừ diệt ba thứ hữu dư trên đây, nên gọi là Đại Bồ Tát diệt trừ hữu dư. Thế nào là Bồ Tát tu thân thanh tịnh? Đại Bồ Tát tu giới bất sát có năm thứ tâm: hạ, trung, thượng, thượng thượng, thượng trung thượng, nhẫn đến chánh kiến cũng lại như vậy. 50 tâm này gọi là sơ phát tâm, quyết định đầy đủ thành tựu 50 tâm này, đây gọi là viên mãn. 100 tâm như vậy gọi là 100 phước đức, đầy đủ 100 phước làm thành một tướng tốt, lần lượt đầy đủ thành tựu 32 tướng tốt, thời gọi là thân thanh tịnh. Sở dĩ lại tu 80 vẻ đẹp, vì trong đời có chúng sanh phụng thờ 80 vị thiên thần, thập nhị nhật thần, 12 vị trời lớn, 5 ngôi sao lớn, sao Bắc Đẩu, Mã Thiên, Hành Đạo Thiên, Bà La Đọa Bạc Xà Thiên, Công Đức Thiên, Nhị Thập Bát Tú, Địa Thiên, Phong Thiên, Thủy Thiên, Quả Thiên, Phạm Thiên, Lâu Đà Thiên, Nhân Đề Thiên, Câu Ma La Thiên, Bát Tí Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, Bàn Xà La Thiên, Quỷ Tử Mẫu Thiên, Tứ Thiên Dương Thiên, Tạo Thơ Thiên, Bà Tẩu Thiên, đây gọi là 80.
Vì những chúng sanh này mà Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp để trang nghiêm nơi thân, đây gọi là Bồ Tát tu thân thanh tịnh. Vì 80 thiên thần này được chúng sanh kính trọng, nên Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp, thân thể không đổi dời, làm cho chúng sanh tùy theo lòng tin đều được thấy sanh lòng tôn kính mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ví như có người muốn thỉnh quốc vương, thời phải sửa sang trần thiết nhà cửa cho thật sạch sẽ khéo léo, sắm đủ trăm thứ thực phẩm thơm ngon, rồi sau mới rước quốc vương ngự đến nhà. Cũng vậy, Đại Bồ Tát muốn thỉnh đấng Pháp Vương vô thượng Bồ Đề, thời phải trước tu thân cho thật thanh tịnh, rồi sau Pháp Vương mới đến ngự. Ví như có người muốn uống chất cam lộ, thời phải trước rửa thân thật sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát muốn uống pháp vị vô thượng Bát Nhã Ba La Mật, trước phải tu 80 vẻ đẹp để trang nghiêm nơi thân. Ví như đem bình vàng chậu bạc đựng nước trong sạch, thời cả trong lẫn ngoài đều trong sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh chứa vô thượng Bồ Đề, thời trong ngoài đều thanh tịnh, như y trắng ba la nại, dễ ăn màu thuốc nhuộm, vì chất y vốn trắng sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát do thân thanh tịnh nên mau thành vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên Đại Bồ Tát tu thân thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát khéo biết các duyên? Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc tướng, chẳng thấy sắc duyên, chẳng thấy sắc thể, chẳng thấy sắc căn, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy một tướng, chẳng thấy nhiều tướng, chẳng thấy người thấy, chẳng thấy tướng mạo, chẳng thấy người thọ, vì đã rõ nhân duyên. Như đối với sắc, tất cả pháp cũng như vậy, đây gọi là Bồ Tát rõ biết các duyên. Thế nào là Bồ Tát lìa các thù địch? Bậc ngũ trụ Bồ Tát chẳng xem phiền não là quán thù, vì do phiền não mà Bồ Tát có thọ sanh, do thọ sanh nên có thể xoay dần giáo hóa chúng sanh. Những gì là quán thù đối với Bồ Tát? Chính là kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Bồ Tát thọ sanh không sợ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ sợ kẻ hủy bán kinh điển Đại Thừa. Có tám thứ ma này là quán thù của Bồ Tát. Xa lìa được tám thứ ma này, thời gọi là lìa thù địch. Thế nào là Bồ Tát xa lìa hai bên? Hai bên là 25 cõi và ái phiền não. Bồ Tát lưu xa lìa 25 cõi cùng ái phiền não. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Đức Phật vừa nói, nếu Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thời thành tựu 10 công đức như vậy, cớ sao Đức Như Lai chỉ tu có 9 điều mà không tu tịnh độ? Phật nói: Này thiện nam tử, từ xưa ta thường tu tập đủ cả 10 điều, tất cả Đại Bồ Tát cùng tất cả Như Lai, không có ai là chẳng tu tập trọn cả 10 điều như vậy. Giả sử thế giới đầy dãy nhơ quế, không bao giờ Như Lai xuất hiện nơi ấy. Này thiện nam tử, ông chớ cho rằng chư Phật xuất hiện nơi thế giới nhơ quế. Nên biết rằng tâm tưởng như vậy là kém hẹp chẳng tốt. Ông nên biết rằng, thiệt ra, ta không có xuất hiện nơi Diêm Phù Đề. Như có người nói riêng cõi này có mặt nhật, mặt nguyệt, cõi khác không có, lời nói này không có nghĩa lý. Nếu có Bồ Tát nói cõi này như quế xấu xa, cõi khác thanh tịnh xinh đẹp, đây cũng là lời không có nghĩa lý. Này thiện nam tử, về phương Tây cách cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng, như cõi Cực Lạc, như cõi Mãn Nguyệt. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi Vô Thắng đó, vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện kiển pháp luân nơi Diêm Phù Đề này. Chẳng phải riêng gì thân ta thị hiện kiển pháp luân nơi cõi này, mà tất cả chư Phật cũng chuyển pháp luân trong cõi này. Do nghĩa này nên chư Phật đều tu đủ cả 10 điều như vậy. Này thiện nam tử, do thể nguyện nên đời tương lai,
Từ thị Bồ Tát làm cho cõi này trở thành thanh tịnh trang nghiêm. Do nghĩa này nên tất cả thế giới của chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm? Nơi đây có năm điều công đức. Một là nơi thân các căn đều toàn vẹn, hai là chẳng sanh chốn biên địa, ba là chư thiên thần mến tưởng, bốn là thường được chư thiên, ma dương, sa môn, bà la môn, vân vân cung kính, năm là được trí túc mạng. Do năng lực kinh Đại Niết Bàn mà Bồ Tát đồng đủ năm công đức như vậy. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, ngày trước Phật dạy, nếu có người bố thí thời được năm công đức, sau nay Như Lai lại bảo nhân kinh Đại Niết Bàn mà đặng năm công đức,